Review phim hành động mới ra rạp bay vào tử địa Plan. Đây là bộ phim của đạo diễn người Pháp John François Richet. Thì mình không hiểu tại sao poster ra rạp ở Việt Nam lại ghi là từ đạo diễn của Nhà Trắng Thất Thủ. Thì đạo diễn của Nhà Trắng Thất Thủ trước giờ vẫn là Antoine Fuqua. Đây là một bộ phim hành động là quen thuộc với màu sắc của Gerard Butler. Nếu chúng ta xem rất nhiều phim của Gerard Butler, chúng ta sẽ biết là anh này luôn có một cái thiên hướng đóng những bộ phim hành động có những cái màn combat đẹp mắt, mạnh mẽ và thường là lấy một chọi 10. Tuy nhiên thì phim này có lẽ là Gerard Butler đã chán vì phải đánh một mình rồi, nên phim này anh có một cái đồng đội, và đồng đội này giúp sức rất là nhiều luôn. Và không còn là một cái bộ phim mang tính chủ nghĩa anh hùng cá nhân nữa, mà là có những người đồng đội cùng nhau sánh vai tác chiến với mình. Bộ phim này lấy cái câu chuyện là một cái chuyến bay chỉ có 14 người thôi trong đêm giao thừa, và bay qua vùng bão thì động cơ bị hư và phải đáp ở một cái hòn đảo rất là hoang vu. Hòn đảo này không có chính quyền mà là do phiến quân quản lý. Những người hành khách bị bắt cóc và anh phi công cho Gerard Butler đóng đi giải cứu những người này. Nhìn chung thì phim coi khá là kịch tính, đặc biệt là nửa đầu tiên, câu chuyện trên máy bay và hạ cánh là có những chi tiết phải có, tạo được cái không khí, nhưng mà thiếu những cái chi tiết sáng tạo hơn để làm bộ phim này thú vị hơn. Nhưng mà cảm xúc tạo ra là khá là ổn. Xem trong rạp thì mình cảm giác như là khá là hồi hộp với đoạn này. Nửa sau thì là câu chuyện của những người sống sót. Mình chờ đợi nhiều những cái màn combat nặng tay của Gerard Butler với bọn xấu, nhưng mà khá ít và khá là chóng vánh vào đoạn cuối, có phần là hơi nhanh và thiếu đầu tư vào những cảnh hành động giải trí rất là đậm chất của Gerard Butler, nên thành ra là coi chưa được thỏa mãn lắm. Nếu như bạn tìm kiếm một bộ phim giải trí, một kịch bản không quá phức tạp, chủ yếu là coi hành động, coi đánh đấm hay những cái pha kịch tính và hồi hộp, thì bộ phim này là dành cho bạn. Hơi tiếc là tại vì suất chiếu của phim khá ít, nên nếu như ai thích dòng phim hành động và đặc biệt là những giống như hạ cánh khẩn cấp á, thì có thể xem phim này ha. Nếu mà bạn có xem phim này thì bạn có thể để lại comment cho mình biết ý kiến của bạn ha. Hết review rồi, chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người trong những review phim tiếp theo. Bye bye.